Chào bác sĩ, viêm đường tiết niệu là gì và nguyên nhân đến từ đâu ạ? Mời bác sĩ trả lời ạ. Cái viêm đường tiết niệu thì nó là một cái tên gọi chung của cái tình trạng nhiễm khuẩn ở cái đường tiết niệu. Các cái nguyên nhân thì có thể có nhiều cái nguyên nhân khác nhau. Có thể là do các bệnh lý lây qua đường tình dục, ví dụ như là lậu hoặc là vi khuẩn chlamydia. Tuy nhiên là gì? Trong một số trường hợp thì có thể là nguyên nhân gây viêm đường tiết niệu đơn thuần. Nguyên nhân là gì? Là do thói quen sinh hoạt. Bởi vì như chúng ta biết, ở nam giới nói chung ấy, thì có cái, đặc biệt là giới văn phòng, thì thực sự là có cái thói quen sinh hoạt khá là gọi là thế thiếu khoa học. Tức là gì? Ngồi rất nhiều và uống rất ít nước. Chính vì việc ngồi nhiều và uống ít nước như vậy thì nó sẽ gây ra các cái kích thích ở cái đường tiết niệu sinh dục. Và như vậy trong một số tình huống nó có thể gây ra viêm đường tiết niệu. Như vậy thì nếu mà để mà phòng tránh cái việc viêm đường tiết niệu đơn thuần như vậy thì cách đơn giản nhất là mình có thể tăng cường uống nước hàng ngày lên. Cái việc uống nước hàng ngày thì sẽ giúp rất nhiều cho nam giới trong mấy việc. Một là nó làm sạch cái đường tiết niệu để phòng chống các viêm nhiễm đường tiết niệu sinh dục. Bên cạnh đấy, cái việc đi tiểu như vậy thì nó sẽ có cái tác dụng thứ hai là nó làm hạ nhiệt độ vùng tinh hoàn xuống. Bởi vì mình đã biết là gì? Là cái tinh hoàn của nam giới ấy, nó là cái cơ quan nằm ngoài cơ thể. Và nhiệt độ của tinh hoàn luôn luôn thấp hơn nhiệt độ cơ thể từ 1 đến 2 độ. Để bảo đảm cho cái gì? Cái việc bảo đảm cho chất lượng tinh trùng tốt phát triển. Nên là khi đối với cả dân văn phòng nói riêng và các anh em nam giới nói chung thì bác sĩ thành thật khuyên là gì? Là tăng cường uống nước nhiều thêm để làm sao cho việc đi tiểu đấy nó vừa giải quyết được câu chuyện là phòng ngừa các cái viêm nhiễm đường tiết niệu sinh dục. Và thứ hai là gì? Làm hạ nhiệt độ vùng tinh hoàn xuống để bảo đảm cho một cái môi trường phát triển tốt cho những chú tinh binh sau này, để sau này mình có thể là có cơ hội để có những em bé khỏe mạnh xuất hiện bạn nhé.